Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Sau 7 năm xa cách, Trương Quỳnh Anh mới cùng bố mẹ làm điều ý nghĩa này cho bé Sushi. Những ngày qua, đoạn clip Trương Quỳnh Anh đoàn tụ ba mẹ ở sân bay sau 7 năm khiến nhiều người cảm động. Hiện phụ huynh đội diễn viên vẫn ở Sài Gòn, chưa về quê Nha Trang. Các thành viên dành thời gian để xâm họp sau thời gian dài liên lạc qua điện thoại. Theo đó, Trương Quỳnh Anh và ông bà ngoại cũng tất bật chuẩn bị sinh nhật cho cháu trai lên 10 tuổi. Trương Quỳnh Anh không chọn nhà hàng hoành tráng mà ưu tiên sân vườn, bể bơi để con trai có thể tụ họp vui chơi với nhiều bạn bè. Cô mời cả các bé là bạn bè cũ của Sushi đến dự sinh nhật. Năm nay không chỉ mỗi mẹ bên cạnh mà sushi còn được ông bà ngoại thổi bong bóng chuẩn bị món ăn họ hàng từ nha trang vào để chúc mừng sinh nhật bé giúp tì cực phấn khích khi gặp bạn bè cá hỏi cùng nhau bơi ăn gà rắn đây là những niềm vui đơn giản của sushi và các thành viên con trai trương quỳnh anh tên thật là các an chiếc bánh kem cũng làm theo nhiều nhân vật hoạt hình mà cậu thích ba mẹ đội diễn viên sang mỹ đã lâu đến nay khi dịch bệnh ổn định họ mới thu xếp về việt nam đã lâu mới gặp cháu trai nên ông bà hào hứng chuẩn bị các khâu cho sinh nhật hình ảnh cả nhà đoàn tụ mỗi người tất bật một việc khiến trương bình anh cảm thấy ấm lòng ba của nữ ca sĩ đang tự tay bơm bông bóng cho cháu ngoại mẹ trương bình anh gây chú ý bởi vẻ ngoài rạng rỡ và trẻ trung Bà ngoại chỉnh chu trang phục cho sushi. Trương Quỳnh Anh không chỉ tổ chức sinh nhật cho con mà còn tạo bữa tiệc sớm cho các bé nhân dịp 1 tháng 6. Các bé bơi lội thoải mái, sushi cực hào hứng bên bạn bè khiến Trương Quỳnh Anh cũng vui lây. Cô chỉ mong muốn nhóc tì được mạnh khỏe, hạnh phúc và chưa từng suy nghĩ sẽ ép sushi làm bất cứ điều gì. Phụ huynh đều theo nghệ thuật, nhưng cô cũng không hướng bé đi theo con đường của ba mẹ. Nhất tì phấn khích khi bơi, Sushi cũng cao lớn hơn bạn bè cùng trang lứa. Cả nhà mừng cậu nhóc lên 10 tuổi. Vì đã lâu gia đình mới đoàn tụ, nên Trương bình Anh sắp xếp công việc để đưa con trai và ba mẹ đi chơi tại một số nơi cùng lưu giữ kỷ niệm. Khi người thân ở Việt Nam, Sushi dù cao lớn nhưng vẫn luôn là đứa trẻ nhí nhố bên cạnh mẹ. Nhìn diện mạo của nhóc tì ai cũng ngỡ ngàng vì không tin cô có con trai lớn đến thế. Tushi cao lớn hơn cả phụ huynh, nhìn cứ ngỡ chị em, mẹ trương quỳnh anh trước đây luôn hậu tống con gái đi diễn đồ diễn viên luôn ưu tiên cho con trai chơi thể thao chính lẽ đó mà sushi cao lớn vượt trội ngoài ra phụ huynh luôn cho bé tham gia các lớp học vận động về bóng đá bóng rổ học vẽ mỗi khi nhìn hình ảnh mẹ con ra phố sẽ ngỡ như hai chị em đang đi chơi cùng nhau hiện tại trương quỳnh anh rất hài lòng với cuộc sống đầu thân làm việc và chăm sóc con trai cô vẫn chưa tính đến chuyện tái hôn để có thêm con dù sushi đã lớn bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo